huấn luyện viên park hang seo giàu cỡ nào mới đây ông park đã mua căn hộ cao cấp tại mỹ đình gần với trụ sở liên đoàn bóng đá việt nam vff việc ông và vợ là bài choi sang a tính toán mua nhà riêng có thể sẽ là dấu mốc mới cho cuộc sống thời gian tới. Đây là căn hộ thứ ba của ông Park sau khi sang làm việc tại Việt Nam. Trước đó, ông đã được các doanh nghiệp tặng căn hộ sau những thành công rực rỡ với bóng đá Việt Nam. Hồi tháng 5 năm 2018, ông Park đã được một doanh nghiệp tặng căn hộ trị giá hơn 2 tỷ đồng tại thành phố Đà Nẵng. Đây là thời điểm ông Park vừa giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018. Đến tháng 10 năm 2018, ông Park cũng được một doanh nghiệp khác tặng căn hộ chung cư tại Hà Đông Hà Nội trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Đây là thời điểm ông Park vừa giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng tư tại ASEAN 18, chưa dừng lại ở việc sở hữu những căn hộ riêng, huấn luyện viên Park Hang Seo cũng nhận được đến 3 xe hơi hạng sang của nhiều doanh nghiệp. Tháng 2 năm 2018, sau khi cùng U23 Việt Nam tạo kỳ tích thường châu, huấn luyện viên Park Hang Seo nhận chiếc xe Kia Optima phiên bản GAT 2.0L màu trắng trị giá 920 triệu. Cũng thời điểm này, ông Park được một doanh nghiệp tại Hàn Quốc tặng một chiếc BMW X4 với trị giá 1,4 tỷ đồng. Đến tháng 4 năm 2019, sau Asian Cup 2019 với thành tích lọt vào tứ kết, ông Park được tặng thêm một chiếc Hyundai Santa Fe trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Gần nhất, tháng 11 năm 2019, trước khi huấn luyện viên Park cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30, ông được một doanh nghiệp tặng chiếc VinFast Lux SA2.0 Premium trị giá 1,8 tỷ đồng. Sau giải đấu đó, ông đã giúp Ông đã Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games. Hậu luyện viên Park đã gia hạn hợp đồng 3 năm với VFF cuối năm 2019. Mức lương ông nhận mỗi tháng khoảng 50.000 đô. Trước đó ông nhận lương khoảng 20.000 đô khi bắt đầu làm việc ở Việt Nam năm 2017. Ngoài ra ông Park cũng nhận nhiều khoản tiền thưởng sau các giải đấu. Sau khi giành ngôi á quân giải U23 châu Á, ông nhận gần 3 tỷ đồng, trong đó có 1,8 tỷ tiền chia thưởng và 1 tỷ đồng VFF thưởng riêng. Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, ông cũng nhận hơn 1 tỷ đồng từ VFF và các doanh nghiệp. Tổng tiền thưởng ở các giải đấu khác như Asian Cup 2019, vòng loại U23 châu Á 2020, SEA Games 30, vòng loại World Cup 2022, ông Park cũng nhận không dưới 3 tỷ đồng. Không chỉ nhận lương khủng, ông Park còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng tại Việt Nam và Hàn Quốc. Ông Park cũng nhận không dưới 1 tỷ đồng một nhãn hàng. Đó là chưa kể thời gian hợp đồng và giá trị của mỗi nhãn hàng, có số có thể sẽ lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên với thầy Park thì tiền bạc lại không phải ưu tiên hàng đầu và việc tái ký với VFF là minh chứng. Những gì làm được và nhận được ông vẫn luôn tự hào mình giàu có nhất khi có nhiều yêu thương trân trọng. Bởi thế ông tâm nguyện dành phần còn lại của sự nghiệp cuộc đời để làm điều gì đó cùng bóng đá Việt Nam.